Chào mừng quý vị đến với kênh Tin Tức Bài Giảng Công Giáo. Nghiệm lại đời mình để nhận ra Chúa hoạt động trong ta. Trong buổi triều yết chung thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý của Ngài về sự phân định. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy nghiệm lại câu chuyện đời mình để nhận ra những bước chân lặng lẽ của Chúa Giêsu. Kể lại các sự kiện trong cuộc đời của chúng ta cũng giúp chúng ta nắm bắt được các sắc thái và chi tiết quan trọng, những điều cho thấy chúng là những trợ giúp có giá trị, cho đến nay vẫn được che giấu. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra cái nhìn sâu sắc trên khi Ngài nói chuyện với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi triều yết chung hàng tuần. Cuộc đời của chúng ta là cuốn sách quý giá nhất được ban tặng cho chúng ta, một cuốn sách mà rất tiếc là nhiều người đã không đọc, hay nói đúng hơn là họ đọc quá trễ, trước khi chết. Đức Thánh Cha nhắc lại những suy tư của Thánh Augustino về chủ đề này trong sách Tự Thú, trong đó Thánh Nhân nhận ra rằng Ngài đã tìm kiếm Thiên Chúa bên ngoài bản thân mình trong nhiều năm trước khi nhận ra Chúa ở ngay trong nội tâm. Như vị Thánh vĩ đại đã nói, hãy trở về với chính mình, chính trong nội tâm mà chân lý ngự trị. Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng chúng ta thường mắc kẹt trong việc tự lên án và không nhìn thấy Chúa đang hoạt động bên trong chúng ta. Bằng cách nghiệm lại quá khứ của chính mình, chúng ta có thể học cách bỏ đi những thói quen độc hại và tìm ra ý nghĩa sâu sắc hơn trong các sự kiện diễn ra hàng ngày. Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta có thể chú ý đến những điều khác, làm cho nó trở nên phong phú hơn, tôn trọng sự phức tạp hơn, cũng như thành công trong việc nắm bắt những cách thức kín đáo mà Thiên Chúa hoạt động trong đời sống của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục nói rằng ngay cả những điều mà trong thời điểm này dường như không mấy quan trọng cũng có thể tiết lộ cho chúng ta điều gì đó sâu sắc hơn khi suy ngẫm sâu hơn. Ngài nói những sự kiện này giống như những viên ngọc quý ẩn chứa mà Chúa đã gieo vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Điều thiện thì ẩn giấu, thinh lặng. Nó đòi hỏi phải đào xới lên chậm chậm và liên tục, bởi vì phong cách của Thiên Chúa là kín đáo, không áp đặt. Nó giống như không khí mà chúng ta hít thở. Chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng nó giúp chúng ta sinh sống, và chúng ta nhận ra điều này chỉ khi thiếu nó. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta càng nghiệm lại câu chuyện đời mình, thì nhận thức của chúng ta càng trở nên tinh tế hơn, giúp chúng ta dễ dàng khám phá ra hoạt động của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco thúc giục các Kitô hữu tìm ai đó để kể câu chuyện đời mình. Điều này giúp chúng ta tham gia vào một trong những hình thức giao tiếp thân mật và tốt đẹp nhất. Cuộc đời của các thánh đưa ra một đường hướng khác để trở nên quen thuộc với cách thức tương tác của Thiên Chúa với các bạn hữu của Ngài. Đức Thánh Cha kết luận, sự phân định là việc đọc theo cách tường thuật những niềm an ủi và nỗi hoang mang mà chúng ta trải qua trong cuộc đời của mình. Chính con tim nói với chúng ta về Thiên Chúa và chúng ta phải học cách hiểu ngôn ngữ của nó. Cảm ơn quý vị đã xem bản tin của kênh Tin Tức Bài Giảng Công Giáo. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để được xem video sớm nhất.